Tin cực sốc, Việt Nam lên phương án bắn hạ tàu sân bay Trung Quốc nếu chúng tấn công, lấn chiếm quần đảo Trường Sa, như lời tuyên bố của Đô đốc Hải quân Trung Quốc Thẩm Kim Long. Trước đó, ông Thẩm Kim Long và ông Bộ trưởng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa lộng ngôn tuyên bố sẽ thu hồi quần đảo Trường Sa như cái cách chúng đã chiếm mất quần đảo Hoàng Sa. Hai tướng Trung Quốc này kẻ tung người hứng nói rằng nếu Trung Quốc muốn chiếm cả đất nước Việt Nam cũng chỉ mất mấy tiếng đồng hồ. Ngược lại, nếu muốn chiếm quần đảo Trường Sa thì chỉ mất một tiếng. Khi tướng quân đội Việt Nam Bùi Cao Khánh phản bác và đưa ra sự giúp đỡ của tàu sân bay Mỹ, thì hai tướng Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc có 3 tàu sân bay và sẽ đưa ra Trường Sa nếu tàu sân bay Mỹ xuất hiện. Cũng có thể Trung Quốc không cần sử dụng đến tàu sân bay mà chỉ cần khai hỏa loại tên lửa Đông Phong DF-17 cũng bắn hạ tất cả tàu sân bay Mỹ. Câu chuyện đối đáp trên đây xuất phát từ phi vụ hai tàu khu trục Việt Nam bắn hạ hai tàu hải cảnh Trung Quốc ở Trường Sa khi chúng cố tình nổ súng bắn vào tàu Việt Nam. Ngay sau đó, tàu ngầm mang tên Ngày Tận Thế của Mỹ đến ứng cứu và liên tiếp có những vụ xung đột xảy ra tính từ hôm 17 tháng 5 cho tới hôm nay. Đặt giả thiết rằng nếu tàu sân bay Mỹ không tham dự vào cuộc chiến ở Biển Đông thì Việt Nam sẽ lấy gì để chống chọi với 3 tàu sân bay của Trung Quốc và hàng trăm tàu chiến hiện đại khác của chúng? Theo các chuyên gia quân sự của thế giới, Việt Nam đang che giấu bí mật quân sự và chỉ tung ra đòn quyết định khi thật sự cần thiết. Hiện tại, Việt Nam có khoảng 68 tên lửa BrahMos mua của Ấn Độ và trên dưới 100 dàn tên lửa S-400 mua của Nga. Những dàn tên lửa này đều là thứ vũ khí bắn hạ được tàu sân bay Trung Quốc. Tuy nhiên, việc thành bại trong cuộc chiến phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Theo các chuyên gia này, nếu xảy ra cuộc chiến tranh trên Biển Đông, nếu phía Trung Quốc không ra tay trước cho lổ tung những vũ khí bí mật của Việt Nam, thì Hải quân Trung Quốc sẽ phải nếm những đòn thất bại nặng nề khi Việt Nam khai hỏa vũ khí bí mật. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho nền an ninh nước nhà, Việt Nam đang lên phương án mua nhiều loại vũ khí khác của Mỹ, trong đó có cả máy bay chiến đấu F-16. Ngay sau đó, những chiếc máy bay này sẽ được Việt Nam tân trang nâng cấp gắn tên lửa BrahMos của Ấn Độ. Nó sẽ có sức hủy diệt cả hạm đội Nam Hải Trung Quốc nếu Việt Nam mua được 50 chiếc máy bay F-16 của Mỹ. Loại máy bay này hiện đại hơn cả máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc. Điều này được chứng minh qua các cuộc chiến trên không giữa quân không quân của Đài Loan và không quân của Trung Quốc. Người Việt Nam tuy không giỏi về chế tạo các loại vũ khí, nhưng lại cực kỳ giỏi về việc nâng cấp vũ khí. Từ thời chống Mỹ, Việt Nam đã nâng cấp tên lửa SAM-2 thành SAM-3, bắn hạ máy bay B-52 Mỹ bay ở độ cao 13 km. Trung Quốc biết rõ điều này nên đã nhiều lần cho tình báo thăm dò cảng biển Cam Ranh và nhiều khu căn cứ quân sự khác của Việt Nam. Mục đích của chúng là tiêu hủy các loại tên lửa của Việt Nam mua của Nga và của Ấn Độ. Tuy nhiên, gián điệp của Trung Quốc liên tục bị bắn hạ và bị Việt Nam bắt giữ khi xâm nhập vào những khu quân sự. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh các căn cứ hệ thống định vị hàng hải quốc tế IS và lực lượng kiểm ngư cảnh sát biển Việt Nam ngày đêm túc trực truy cản các hành động trái phép của tàu Trung Quốc, theo chuyên gia quốc tế, chủ ý chỉ theo dõi các tàu bật IS định vị, không thể tính được các tàu tắt IS. Tàu khảo sát hướng dương Hồng 10 của Trung Quốc đã rời đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa, tiếp tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Hiện nay, tàu 7011 và hai tàu kiểm ngư của Việt Nam đang đeo bám truy cản đi kèm với hướng dương. Còn có lực lượng hộ tống, nhưng ghi nhận việc Trung Quốc giảm số lượng tàu hộ tống và một chiếc tàu hải cảnh 5303 và 3 tàu dân quân, có khả năng số còn lại đã chạy về đá chữ thập tiếp nhiên liệu. Trước tình hình này, như đã chia sẻ vào ngày hôm qua về lý do truyền thông Việt Nam chưa lên tiếng rầm rộ, cho tới thời điểm hiện tại, chiều ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đưa ra tuyên bố phản đối hoạt động trái phép của tàu nghiên cứu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đối các vụ việc xâm phạm chủ quyền, vùng biển lãnh thổ và quyền tài phán của Việt Nam.
Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam đã và đang triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tuyên bố tại buổi họp báo ngày 18 tháng 5 trả lời thông tin Tổng nghiên cứu Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, tuyên bố chung về ứng xử của các bên trên Biển Đông, đóng góp thiết thực và tích cực cho việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực, cũng như tạo mối thuận lợi cho đảng phái bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Dù vậy, báo chí nhà nước như thường lệ vẫn chưa có các cập nhật theo thời gian thực về diễn biến ở bãi Tư Chính. Lý do thì chúng tôi đã đưa ra quan điểm của mình vào ngày 17 tháng 5. Chỉ có điều, thay vì các cập nhật nóng về tình hình từ bãi Tư Chính cũng như hoạt động trái phép của tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ 14 giờ 57 phút chiều ngày hôm qua, báo Quân đội Nhân dân, cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam bất ngờ đăng tải một bài viết về hoạt động của chiến hạm nữ đoàn 162 tại khu vực quần đảo Trường Sa. Bài viết có tựa đề vững tin trên con tàu hiện đại. Lưu ý, nếu chỉ đọc tiêu đề mà không đọc bài sẽ không thể biết được sự cay cắm theo truyền thông báo chí của quân đội ta. Bài báo cho biết trên hải trình đưa đoàn công tác đi thăm kiểm tra quần đảo Trường Sa vừa qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ thủy thủ tàu 016 Quang Trung, lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân đã kết hợp điều kiện công tác huấn luyện đường dài trên biển. Đây là một biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu so với thực tiễn. Nhiệm vụ của đơn vị ngay sau đó đã vang lên và lệnh của thuyền trưởng được chuyển đi từ đài chính ủy tàu báo động. Chiến đấu các ngành báo cáo quân số về đài chỉ huy nhận lệnh từ đài chỉ huy. Cán bộ thủy thủ toàn cầu đã nhanh chóng có mặt tại từng ngành, các vị bố trí chiến đấu để nhận nhiệm vụ. Báo cáo đã làm công tác chuẩn bị xong và sẵn sàng chiến đấu. Tiếp đó, Trung tá Vũ Trọng Tấn, thuyền trưởng 016 vang lên báo động chiến đấu tiếp cấp quân đoàn và chuẩn bị tấn công tên lửa trên không, khẩn trương bao trùm từ đài chỉ huy cho tới các đơn vị chiến đấu. Từ trưởng ngành cho tới từng thủy thủ, đảm nhiệm từng vị trí đều tập trung cao độ. Thuyền trưởng Vũ Trọng Thân liên tiếp nhận được và xử lý linh hoạt chính xác tất cả những thông tin báo cáo từ các ngành chuyển về đến đơn vị huấn luyện chiến đấu theo đúng khoa mục kế hoạch. Và những thế hệ mới đang được trang bị nhiều loại vũ khí trang bị khi tải hiện hiện đại và nhiệm vụ huấn luyện làm chủ đề khai thác sử dụng vũ khí có hiệu quả là một trong những tiêu chí quan trọng được tập thể tàu lấy làm mục tiêu trong huấn luyện. Thiếu tá Bùi Trọng Nghĩa, Bí thư Đảng ủy Chính trị viên tàu 016 cho biết, trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hàng năm, Đảng ủy chỉ huy tàu luôn xác định huấn luyện chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, xây dựng nền chính quy, rèn luyện kỷ luật, đảm bảo an toàn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp của đơn vị. Từ chỉ huy đến ngành đều phải xây dựng kế hoạch trên các mặt công tác và được phê duyệt theo phân cấp để làm cơ sở cho đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trên đây chỉ là một phần của câu chuyện trên báo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các bạn có thể tìm đọc phần còn lại trên nhiều tờ báo chính thống của Việt Nam. Nhìn chung, lời lẽ câu chuyện vẫn theo ngôn từ thông thường của báo chí quân đội, có phần hơi cứng nhắc. Chúng tôi chỉ lưu ý với các bạn tới những thông tin về việc giữa lúc tình hình Biển Đông căng thẳng, tàu Trung Quốc liên tục ra vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và các chiến hạm Quang Trung đã lên sóng. Quân đội Nhân dân Việt Nam với thông tin từ Trường Sa báo về, trong quá trình đi công tác Trường Sa, tàu đã tiến hành diễn tập công kích tên lửa không kích. Tên lửa thật là diễn tập phóng xạ bằng hệ thống diễn tập tích hợp hay không thì không rõ. Liệu đây có phải là một ẩn ý của báo chí chính thống quân đội hay không? Có lẽ vấn đề này chúng ta phải tự tìm câu trả lời. Về phía Việt Nam, cũng có chút lưu ý để các bạn tự có câu trả lời rõ ràng hơn cho mình. Trong sự kiện tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam ở khu vực bãi Tư Chính hồi năm 2019,
chiến hạm không 16 Quang Trung cũng bất ngờ xuất hiện gần khu vực này. Trong sự kiện, hàng trăm tàu cá Trung Quốc neo đậu trong vùng bãi Tư Chính và bãi đá Ba Đầu thuộc cụm sinh tồn quần đảo Trường Sa của Việt Nam hồi đầu năm 2021. Cũng là tàu Quang Trung 016 tiến hành diễn tập chiến đấu tại Trường Sa. Trong những năm qua, tàu Quang Trung liên tục hiện diện ở gần những khu vực quanh khu vực điểm nóng với các hoạt động diễn tập một cách bí mật. Mọi chi tiết được tiết lộ sau khi tàu đã về căn cứ hoặc di chuyển tới khu vực khác. Vậy ẩn ý ở đây là gì? Một sự vô tình hay cố ý? Một lời cảnh báo trắng trợn rằng đừng vượt qua giới hạn hải quân chúng tôi. Tuy nhỏ nhưng Việt Nam không có nghĩa là dễ bắt lại. Việc tàu Quang Trung 016 xuất hiện cũng có ẩn ý riêng của nó. Tại sao không phải đặt Đinh Tiên Hoàng hay tàu Quang Trung, là nếu sự hiện diện của tàu Thái Tổ, anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, người đã đại phá 29 vạn quân Thanh xâm lược năm 1789, đi về hồn thoại lịch sử của dân tộc Việt Nam anh hùng. Đó còn là sự nhiệt thành của Hải quân Nhân dân Việt Nam, như thường lệ, không nói gì cả một sự đồng đều, im lặng tròn chỉnh. Và nếu ai đó có hỏi về câu chuyện của tôi, sao nói điều tàu chiến với tàu dân quân biển có thể phòng tránh việc ta dùng tàu chiến đối đầu với tàu cá của Trung Quốc hay không? Sự thực, xin hãy lưu ý rằng, đúng là sự tổng quan chung đi tới quần đảo Trường Sa, nhưng có chạm mặt tàu cá của hải cảnh và của Trung Quốc, thì tàu Quang Trung hiện diện đều cách xa khu vực mà cảnh sát biển và ngư dân của Việt Nam đang quần thảo với tàu của Trung Quốc ngoài biển khơi. Theo một nguồn tin từ nhà máy đóng tàu X-52 cho biết, phía Việt Nam đang ngừng không mua bán vũ khí với Nga và Ukraine bởi hai nước này đang vướng vào chiến tranh. Chính bản thân của họ còn đang phải mua vũ khí của các nước khác. Hơn nữa, vũ khí của hai nước này so với thế giới bây giờ là quá cổ, không phù hợp với chiến tranh hiện đại. Việt Nam cũng không thể mua vũ khí của Trung Quốc vì chẳng có kẻ thù nào bán cho đối phương vũ khí loại tốt cả. Chắc chắn rằng vũ khí của người Mỹ là phương pháp tối ưu cho Việt Nam lựa chọn. Ngoài ra, phía Việt Nam đang chọn mua nhiều loại vũ khí của Israel giá rẻ và phù hợp với chiến thuật của người Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã lắng nghe tin tức thời sự của chúng tôi.